Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Anh Ninh nè mẹ. Mẹ ơi, anh Ninh nè. Mẹ coi đi. Anh chưa có chết mẹ ơi. Anh Ninh nè mẹ, mẹ. Mẹ coi nè mẹ, anh Ninh nè. Con xem thông tin coi. Hình như là không phải. Anh Ninh nè mẹ, cái bãi chai nè mẹ. Anh Ninh nè mẹ. Người thôi con, không có gì đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi. Để mẹ coi, để mẹ coi. Mà ảnh bà... đó, con chắc với mẹ luôn là ảnh đó mẹ. Để con liên lạc với ảnh cho. Con không có đâu. Lỡ người giống người đó không phải đâu con. Rồi biết đâu rồi người ta lấy rồi người ta làm gì. Người ta ghi gạt gẫm rồi sao. Không có đâu. Thôi thôi mà, thôi nhưng mà. Nhưng mà mình phải liên hệ thử mẹ ơi. Rồi được rồi. Yên tâm đi, rồi mẹ sẽ liên hệ cho nha. Con mẹ liên hệ cho con nha mẹ. Con mệt rồi, con mệt rồi. Thôi vô nghỉ đi. Đang nằm nghỉ mà sao tự nhiên hốt hoảng chạy ra đây vậy? Dạ. Được rồi, được rồi. Mẹ biết rồi. Đi, đi vô nghỉ đi. Mẹ liên hệ cho con nha mẹ. Ừ, được rồi. Mẹ hứa. Sao lại có thể? Nó mất tích 3 năm nay rồi mà. Chào bác, chào cô. Không biết là cô với bác liên hệ với tôi gấp địa trên mạng xã hội để mà tìm gặp tôi, không biết có chuyện gì không? Anh Ninh. Anh Ninh nè mẹ. Anh Ninh nè mẹ. Đây là Phượng, con của tôi. Cháu nó muốn gặp anh. Xin lỗi nha. Nhưng mà tôi không phải tên đó. Chứ anh tên gì? Có một cái sự thật đó là cách đây 3 năm tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, người ta nói là tôi gặp tai nạn ở trên đèo, cho nên là bây giờ tôi mất hết trí nhớ rồi, tôi không có nhớ. Anh Ninh. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Anh Ninh này mẹ. Chắc là lúc đó trước tôi có cô có quen nhau, nhưng mà thật tình là bây giờ tôi không nhớ gì hết á. Con à, con nhắc cho anh nhớ đi. Con nhắc cho anh nhớ đi. Tôi xin lỗi. Em có hành động hơi đường đột. Anh là anh Ninh đúng không? Anh có nhớ không? Hồi đó anh với một cô gái chiều nào cũng đi ăn gỏi gà ở trên đường Hồ Thị Kỷ hết. Anh đưa em đi bằng xe đạp, anh nhớ không? Anh còn biết là em không ăn cái này, em không ăn cái kia nữa. Anh còn bỏ cái này bỏ cái kia ra cho em nữa. Có thể là sau vụ tai nạn đó anh không còn nhớ gì hết. Thì để ít nhất cho anh nhớ. Xin lỗi, nhưng mà có thể là trước đây chúng ta có quen nhau á, nhưng mà thực tình là bây giờ tôi không nhớ gì hết á. Cho nên là cô thông cảm giùm tôi nha. Tôi còn một chuyện tôi phải đi. Nếu mà hai người có cần giúp gì thì cứ liên lạc với tôi sau. Cảm ơn cô. Ngày mới thương nhau, anh hay nắm tay em dặn dò. Sau này mùa xuân sang, ta sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông lại tàn. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu rơi rồi đến đông gần tan. Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay.
Anh là Phương, anh Linh của em là Phương ơi. Phương ơi. Phương ơi. Cậu thấy không? Sau sự việc đó thì con gái tôi nó rơi vào trầm cảm. Nó như mất hết sinh khí vậy đó. Nó cứ buồn bã, thui thủi ở nhà, giam mình ở trong phòng vậy đó. Tôi cũng không biết làm sao. Một mặt là chạy thầy, cậy thuốc. Nhưng mà một mặt nữa là phải làm sao cho tinh thần, tâm lý của em nó khỏe mạnh lên. Hôm nay tôi mới mạo muội tôi nhờ cậu làm chuyện này, mong cậu giúp cho. Mà con nói với bác rồi, thiệt tình là con thấy hoàn cảnh của hai người cũng rất là đáng thương, nhưng mà con không phải diễn viên đâu, kêu con đóng giả làm người này người kia vậy được. Không có sao hết, tôi sẽ cung cấp hết cho cậu tất cả những cái thói quen, những cái tính cách của bạn trai của con gái tôi. Trời ơi, tụi nó sắp cưới rồi, thành ra là nó cũng thân thiết, tôi coi nó như con rể vậy đó. Không may thì nó bị tai nạn rồi mất tích 3-4 năm nay. Con gái tôi thì nó luôn luôn đinh ninh trong đầu nó là người yêu của nó sẽ quay trở về. Nó đi đâu đó một thời gian lãng quên nó thôi. Nhưng mà cái chuyện đó thì không tưởng lắm. Hay là nếu cậu đang có công việc gì thì xin lỗi là tôi xin trả thù lao cho cậu, để cậu có thể làm được việc này không? Thôi, con nghĩ là thôi cái này nó quá sức của con rồi. Bác ra thông cảm cho con đi, tôi xin phép bác con về. Cậu ơi, cậu làm ơn giùm đi. Tôi rất muốn nói mà tôi ngại thôi. Tôi sẽ gửi cho cậu một tháng 30 triệu được không? Cậu không phải làm việc mà cậu mất thời gian đó. Tôi xin gửi lại những cái tiền đó để cho cậu chi phí. Rồi cậu giúp giùm tôi chuyện này đi. Hoài cậu ra đi. Thực sự là tôi không biết nhờ cậy ai. Tôi mong cậu giúp giùm. Chỉ cần xác nhận khi nào cho đến con gái tôi nó hồi phục lại, tâm thần nó khỏe mạnh lại thì tôi sẽ nói thật cho nó biết, rồi lúc đó cậu muốn tính sao cũng được hết. Cậu ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ dạ. Giờ có cậu mà tôi thấy nó tươi tắn rồi, nó chịu ăn uống đó. Bây giờ vô ngủ thấy thở rất là đều, mặt mày có vẻ rạng rỡ. Có gì đâu, cảm ơn bác. Thấy giúp đỡ được em, giúp đỡ được bác là con cũng vui rồi. Nhưng mà có chuyện này con muốn hỏi bác là bác tính giấu em tới bao giờ? Thì tôi cũng đợi cho cháu nó khỏe khỏe một chút. Khi nó tươi tỉnh lại, nó tin được là anh còn sống, thì lúc đó tôi sẽ lựa lời. Có thể là mình sẽ nói thật, hoặc là mình sẽ giấu luôn. Cũng có những sự thật không cần nói. Dạ. Vậy thôi con xin phép bác con về cho bác nghỉ ngơi. Cậu, nếu được thì để tôi thu xếp rồi tôi chuyển khoản cho cậu cái chi phí của tháng này. Dạ. Thôi, thôi bác cứ giữ tiền đi. Sao vậy? Con lấy tiền đâu. Cậu ơi, cái như thỏa thuận là tôi... Giống như bác nói vậy đó. Có những cái sự thật không cần nói. Dạ, con chào bác.